Mai cô nương ngoại trừ việc yêu cầu tài hạ mà cô nương rời đi thì còn có điều kiện gì nữa? Hà Lập ngẩng đầu lên nhìn đảo qua khuôn mặt tú lệ phi thường bình tĩnh hỏi. Rất đơn giản ta hy vọng hàng Huynh có thể tìm được huynh trưởng ta và cùng mang Huynh ấy ra khỏi chú âm minh này. Mai ngương xong một chút do dự mới nghiêm mặt nói. Điều kiện này e rằng ta chỉ có thể đáp ứng một nữa. Hà Lập không có lập tức đáp ứng mà suy nghĩ một chút rồi mới lắc đầu nói. Một nửa trên khuôn mặt xinh đẹp của Mai Ngân hiện ra một tia kinh ngạc hiển nhiên có chút khó hiểu. Hàng mẫu có một chút nguyên nhân riêng không thể ở chốn âm minh này quá lâu. Ta chỉ có thể đáp ứng Mai Cô Nương trong vòng 3 tháng hết sức đi tìm lệnh huynh. Nếu là qua 3 tháng và không tìm được hàng mổ sẽ phải lập tức rời đi. Hàng lập chức khoát nói, lời nói tỏ ra ý kiên quyết không thể nghi ngờ. Ba tháng nơi này tự hồ không có bao lớn, được ta đáp ứng. Mai Ngân hơi chần chừ một chút, có lẽ cảm giác được Hàng Lập sẽ không những bộ ninh gật đầu đồng ý. Hàng Lập nghe nữ nhân này sẵn khoái đáp ứng trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nhưng lúc này Mai ngừng lại nhìn chằm chằm Hàng Lập lại đột nhiên chậm rãi nói. Ta mặc dù cũng đã hữu tiếp xúc chưa nhiều lắm nhưng tự nhận sao không nhìn làm con người Hàng Huynh, cho nên ta cũng không yêu cầu đã hữu phát độc thể gì đó, chỉ hỏi lúc nào Hàng Huynh muốn tia thông minh kỹ này. Nếu Hàng Huynh cần bây giờ, tiểu nữ cuộc tuyệt không chần chờ lập tức cấp cho Huynh. Hàng Lập nghe dây nhân có thể nói rằng quá như thế có chút ngoài ý muốn. Mất quả hắn cũng không phải người thường, mặc dù trên mặt có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh trở lại bình thường cực cực đầu nói. Nơi âm minh này nguy hiểm trùng trùng, không phải chỗ dễ sống, muốn hồi phục pháp lực. Để ta có thể lấy ra vài món bảo vật tốt, nếu không và nhất có chuyện phát phát sẽ ứng phó không kịp. Mai Ngân nghe Hàng Lập nói, không bất ngờ gật đầu, đại từ hồ nghĩ đến điều gì, trên mặt ứng đỏ một chút sau đó nói, cái phương pháp thông minh khí này nếu pháp luật ta còn, tự nhiên là có thể thông qua tay tiếp xúc, dễ dàng truyền cho Hàng Huynh. Nhưng bây giờ pháp luật thì cũng bị giam cầm trong cơ thể, nếu muốn đem linh khí truyền cho Hàng Huynh, cũng chỉ có thông qua, thông qua miệng kề miệng. Mày ngừng nói đến miệng kề miệng, mặt cuối thấp xuống, thanh âm cũng trở nên là thấp không thể nghe thấy, còn có chút cả lâm. Hàng lập đầu tiên là ngẩn ra, chứng kiến bộ dạng đỏ ẩn động lòng người của nữ tử này trong lòng khỏi động tâm. Vừa có thể đồng thời khôi phục pháp lực mà còn được hưởng thụ môi thơm của vị mỹ nữ này. Hàng Lập đương nhiên là cầu cầu không được, trong lòng cô nổi lên một cảm giác khác thường, không khí trong phòng trở nên có chút mập mờ. Nhìn Mai Ngư cúi đầu không nói, Hàng Lập mặc dù kinh nghiệm tình cảm ít lại càng ít, nhưng cũng đã biết muốn đối phương chủ động làm như vậy, cơ hội không có khả năng. Huống hồ bản thân cùng nữ tử này căn bản là không có quan hệ thân mật đặc biệt. Sau khi tự đánh giá, Hằng Lập không nói lời nào đứng dậy, thân hình chật lóe tới ngay bên giường đá, ngồi xuống ngay bên cạnh mỹ nữ. Mai Ngư theo bản năng mơ hồ muốn đứng dậy đi khai một chút nhưng vòng eo nhỏ nhắn chợt rung lên, bị một cánh tay mạnh mẽ ôm lại. Tim nữ tử này đập liên tục, tạm thấy là ánh mắt cười mà không kỳ của Hàng Lập nhất thời đó bừng lần nữa cúi đầu xuống. Nhưng tay của Hàng Lập lấy nhất, nâng khuôn mặt tú lệ lên một chút, sau đó làm nữ tử này rốt cuộc cũng không thể trốn tránh. Trong nháy mắt, Mai Ngư cảm thấy trong đầu trống rỗng, phiêu phiêu, không thể suy nghĩ được gì. Hàng Lập hít sâu nguy thơm trên người nữ tử, sau đó thấy trong đôi mắt sáng của đối phương tóc ra sự ngượng ngùng, quyến rũ ánh mắt nóng rực lên cũng không nhìn được nữa vội cúi đầu xuống hùng hoang áp lên cặp môi thâm của nàng sự ấm áp hương hương cùng với còn có vị ngọt làm cho người ta muốn phát cuồng đôi mắt đẹp của mai ngưng lộ ra vẻ nhu nhược thất thần sau một lát đột nhiên tỉnh dậy bây giờ ra muốn ly khai khỏi hàng lập mặc dù trong lòng nàng sớm đã có chuẩn bị bị đối phương kinh bạc nhưng mà khi sự tình đã trước mắt sự ngượng ngùng nổi theo theo bản năng kháng cự lại phải biết rằng mặc dù người đuổi theo nữ tử này thật sự không nhiều nhưng nàng chưa bao giờ cùng nam tử nào thân mật qua trái tim giờ phút này hoảng loạn cực kỳ tại nơi hàng lập phù hôn mùi vị tự hồ rất là tuyệt vời dục tính bất ngờ dâng lên đột nhiên hắn thô lỗ đem đối phương nhấn xuống một cái thân thể nàng nặng nề đè lên trên thân thể mềm mại không xương của nữ tử hai người thuận thế đồng loạt ngã trên tường đá trên miệng vẫn cực kỳ tham lam quấy động quỳnh tương ngọc dịch trong miệng đối phương khí lực của mai ngư không bằng hàng lập bị hàng lập cường ngành đè xuống hoàn toàn không có lực phản kháng mềm yếu chạy dụ trong chốc lát nhưng không lâu cũng chấp nhận số phận buông tha không chống cự dưới khí tức nồng đậm của nam tử vây quanh đôi mắt đẹp của cô gái nhắm chặt mặt đỏ như nước thủy triều hàng lông mi thật dài rung nhẹ nhẹ trong lòng hiển nhiên hỗn loạn dị thường trong lúc nhất thời nữ tử này cũng hoàn toàn quên chuyện trời linh khí bớt quá tâm trí hàng lập kiên định dù sao cũng không phải người thường lát sau cảm giác nóng rực điên cuồng dần dần đánh tan khôi phục thần sắc tỉnh táo miệng hàng lập tạm thời rời khỏi cặp môi thơm nghiêng đầu sang bên hướng vào bàn tay nhỏ xinh như ngọc của đối phương kỳ khẽ nói Mai cô nương, mặc dù tư vị nam nữ trong lúc đó sắc thực phi thường tuyệt vời, nhưng nào cũng đừng quên việc truyền linh khí. Nghe Hàng Lập nói thế, tần thể Mai ngừng bên dưới rung lên, mặt ngọc càng thêm đỏ. Bớt quá khi Hàng Lập cải biến sự thô lỗ vừa rồi, một lần nữa nhẹ nhàng hôn lên cái miệng nhỏ đối phương, rút cuộc cảm thấy một luồng khí lạnh từ miệng của đối phương chảy qua Hàng Lập vào trong cơ thể. Hàng Lập không dám chậm trễ, vội vàng rời khỏi người của nữ tử ở một bên quanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận hành tia linh khí này. Mai ngừng sau đó cũng ngồi dậy, vội vàng sổ lại quần áo có chút rối loạn, trên mặt vật ứng đỏ, nhất thời không cách nào tan đi. Nữ tử này do dự một chút rồi trộm nhìn Hàng Lập, hai mắt hiện nhắm nghiền, lúc này không biết vì sao mới thở ra một hơi. Tiếp theo nàng bước xuống giường đi vài bước để ngồi trên ghế, sau đó nhìn vào khuôn mặt bình lặng điều hí tức của Hàng Lập vẻ mặt phức tạp. Không biết qua bao lâu Hàn Lập suốt cuộc cùng mở mắt, vừa lúc trông thấy ánh mắt đầy tâm sự của nữ tử, nhất thời Mai Ngưng giật mình vội vàng quay đi không dám đối mặt. Thấy nữ tử chân tay luống cuốn, Hàn Lập chợt cười nhưng hắn lập tức thu hồi nụ cười, đột nhiên tay phổ vào túi trữ vật. Một vật tiếp với một vật từ trong bạch quang lóe ra trong chốc lóe bên cạnh Hàn Lập xuất hiện một đống lớn. Trong có vừa có bảo vật cùng một ít tài liệu của gia thú, không biết Hàn Lập lấy ra có dụng ý gì mình đã có thể sử dụng pháp luật may ngơ mặc dù đối với việc thông ninh khí Vi thường tự tin nhưng chính khi thấy hàng lập mở túi trữ vật cũng vui mừng hô lên một tiếng. Pháp lực mặc dù rất ít, cơ hội một cái pháp thuộc cấp thấp của không phóng không ra, nhưng mà nếu muốn mở túi trữ vật cũng thành vấn đề. Hằng lập mỉm cười nói, nhân tay của không chậm trễ, trong chốc lát liền lấy ra tất cả những đồ vật mình muốn ra. Sau đó từ trong áo lấy ra cổ bảo kim kính, hoa lam, ngân chuông không dùng đến, ống tay áo phất một cái thu vào túi trữ vật. Mai ngân xem có chút hoa mắt, nhìn đóng đồ vật bên cạnh hàng lập trên mặt lộ vẻ cổ quái. Hàng Huynh, ta vẫn chưa biết Huynh là tu sĩ rút cơ kỳ sao? Nữ tử này rốt cuộc cảm thấy có chút không đúng, chần chừ hỏi. Đương nhiên không phải, ta là tu sĩ kết đan kỳ. Đến lúc này, Hàng Lập cũng không có ý giấu giếm, thản nhiên nói. Cái gì? Chưa dù trong lòng của Mai ngư cơ hồ đoán được, nhưng vẫn giật mình hô lên một tiếng. Hàng Lập cười cười, không để ý đến ánh mắt trở nên khác thường của nữ tử, tay lại vỗ vào túi linh thú. Nhất thời ánh sáng chợt lóe, một con tiểu hầu từ trong hào quang xuất hiện trước mắt, đây đúng là đệ hồn thú. Nói cũng kỳ quái khi thân hình vừa hiện ra, con yếu tố vốn là lý biến này đột nhiên tinh thần rung lên, dùng mũi đánh hơi vài cái lập tức hương phấn lên, tại bốn vĩ hàng lập chạy qua chạy lại. Điều này làm cho trong lòng hàng lập không khỏi cảm động. Mai Ngân hiện nhiên không có nhận ra kỳ thú tu tiên giới đại danh đỉnh đỉnh này chỉ dùng ánh mắt thì nhìn tiểu hầu vài lần lộ ra vẻ tò mò. Mai cô nương, cô hãy chờ trong phòng chốc lá, ta thừa xuất còn có chút pháp lực, đi làm chút chuyện rồi trở lại sau. Hàng lập thân sắc như thường nói, chuyện chi, nữ tử chấp đôi mắt đẹp có chút hoang mang. Hàng lập không nói thêm điều gì, từ trong đống đồ vật lấy ra vài món để vào trong áo, sau đó còn để ý tới những thứ còn thừa, trực tiếp đi tới cửa phòng phía trước, nhẹ nhàng đẩy ra nhìn bên ngoài một chút. Sắc trời bên ngoài vẫn như trước, kỳ nhìn nơi này không phân biệt ngày đêm, bớt quá không biết bây giờ là giờ nào. Nhưng rõ ràng, người hoạt động bên ngoài ít lại càng ít. Từ hồ đại đa số mọi người đã quay về nhà nghỉ ngơi. Hàng Lập hướng đề hùng thú mắt một cái, con thú này lướt tới một tiếng liền tự động bay phục vào ống tay áo. Hắn lúc này mới quay đầu hướng Mai Ngân cười cười, đoạn thân người chuyển ra ngoài. Chỉ để lại người đẹp Mai Ngân không ngừng nghi hoặc đang đứng trong phòng. Động tác Hàng Lập bên ngoài cực kỳ linh hoạt, tận lực tránh khỏi tay mắt của người khác. Đã mắt hắn dừng lại trước một căn nhà đá. Nhìn bốn phía đánh giá một lượt, sau đó không do dự đẩy cửa bước vào, qua một lát, Hàng Lập hài lòng đi tới. Nơi này có một ít chất lỏng, trồng thủy, Hàng Lập dùng mấy bình không dùng lương lẫn. Trong túi trữ vật, lấy đi một khoảng nửa chỗ này, sau đó mới rời khỏi phòng. Lúc đi ngang qua một góc, thấy một gian nhà đá hình tròn kỳ lạ, thần sắc của Hàng Lập vừa động, thân hình dừng lại. Nếu Hàng Lập nhớ không làm thì nơi đây chính là chỗ ở của vị trung niên họ phong kia mà lúc này hắn cảm thấy nguyên lực vốn có thể điều động đã bắt đầu trở nên là vô lực đang dần biến mất hàng lập điếc mắt nhìn khắp nơi vừa lúc không có ai hắn không do dự vỗ vào túi linh thú một cái một con tâm sắc về kim trùng vô thanh vô tức bay ra sau đó hắn miễn cử điều động một tia thần niệm cuối cùng ra lệnh một con trùng vù một tiếng bắn về phía nhà đá sau đó từ khe hở của cửa đá từng hình con trùng thoát một cái đi vào trong phòng im lặng không một tiếng vang thay vậy trong lòng của hàng lập cười lạnh một tiếng còn quay đầu lại hướng nơi ở trở lại khi Hàng Lập vừa mới đi qua một góc, đột nhiên một tiếng hét thảm xé gió thê lương từ nơi ở của người trung niên họ phong bay đến. Hàng Lập nhếch miệng mà không chút thay đổi tiếp tục đi tới, bất quá xa xa đã nghe tiếng hỗn độn phát ra. Một khi đã cùng tên trung niên họ phong kết thủ oán, ngắn tự nhiên không thừa dịp thần thức pháp lực hiện tại còn sử dụng được, giải quyết sạch sẽ hậu hoạn này, nếu không bị người này ghi hận trong lòng cũng có chút bất an. Còn chưa trở lại phòng, thông linh khí mang đến điểm pháp lực kia đã tiêu tan sạch sẽ, từng thức đồng thời cũng không thể rời thể. Hàn lập nhã lắc đầu nhìn sang chỗ ở cách đó không xa bước đi, nhìn vào trong phòng thấy Mai Ngư trên giường đã đang nghiên cứu người nằm. hô hấp nhẹ nhàng đều đặn, không biết từ bao giờ đang ngủ say. Hàng lập đầu tiên hoàn ngẩn ra, sau đó nhìn sắc mặt đang ngủ ngọt ngào say lòng của nàng. Nhớ tới tình hình hôn nhau khi nãy, trong lòng có chút nóng lên, nhưng khi thấy người nữ tử này có chút hàng khí lạnh lẽo, do dưỡng một chút, liền từ trong đống đồ vật trên bàn. Nhặt lấy một tấm da thú to, đáp lên người nàng. Nữ tử này tự hồ cảm thấy ấm áp, chân mày vốn đang nhíu lại giãn ra, do đó theo bản năng cuốn lấy tấm da thú trên người lại. Vẫn ngủ say không tỉnh, hàng lập thấy vậy không phải mỉm cười, cũng khó trách. Nữ tử này mặc dù thể chất hơn xa thường nhân, nhưng dù sao cũng là hạng nữ lưu. Trước đây một phen lăn lộn làm cho thể xác và tinh thần eo ải cực kỳ. Kết quả trong lúc chờ hàng lập bất tri bất giác cảm thấy mệt mỏi, cần buồn ngủ nổi lên. Hàng lập sau khi cười cũng không thức tỉnh đối phương mà nhìn đóng tài liệu trên bàn trong mắt hiện lên một tia chia sắc không biết qua bao lâu mai ngân chậm rãi tỉnh lại kết quả chưa kịp mở đôi mắt đẹp bên tai đã truyền đến một âm thanh thả nhiên mai đạo hưởng nó đã tỉnh lại vậy hãy chuẩn bị hai ngày này chúng ta sẽ khá bận rộn còn có một chút chuyện phải chuẩn bị vừa nghe rõ nội dung lời nói sắc mặt của nữ tử đó lên ngồi dậy tấm da yêu thú trên người tự nhiên rơi xuống điều này làm cho nàng ngỡ ngơ tiếp theo cặp mắt đẹp nhìn chỗ âm thanh truyền ra mặt lộ vẻ phức tạp hàng lập đang ngồi đối diện trên ghế sự sang lại một tấm da thú lớn thấy nữ tử này tỉnh lại hướng nàng cười cười còn biết mai cô nương có tin thông chuyện theo thuộc hay không, nơi này ta không ít tấm da thú cao cấp thỏa thuộc tính. Nếu có thể tốt nhất đem chúng trở thành bộ áo da mặc trên người, như vậy đối với âm phong cũng có chút công dụng chống đỡ. Ta có thể thử một lần nhưng mà cần một chút dụng cụ may vá. Thấy Hàng Lập không hề nhắc đến chuyện hôn môi ngày hôm qua, tâm tí xấu hổ của Mai Ngư cũng giảm xuống, nhưng không biết vì sao trong lòng có chút mất mát không nói nên lời, bớt quá biểu hiện ra trên mặt cũng chỉ có chút ứng đỏ trả lời. Gia thú này dường như rất cứng cũng chỉ có pháp khí phi chậm mới có thể miễn cử xuyên qua chúng nó sau đó dùng một chút cơn thú khâu lại dù sao chúng ta cũng chỉ muốn chống đợi âm phong không cần quá để tâm hàng lập khoát tay trình bày xuất hiện một cây châm dài màu xanh đưa qua bộ dáng đã sớm chuẩn bị châm này đúng là một kiện định cấp pháp khí vô cùng lợi hại hàng lập vốn cùng đã quên là từ một kẻ tu sĩ xui xẻo nào đó chết trên tay hắn lấy đi hôm qua vừa lúc cảm thấy có thể sử dụng liền từ trong túi trữ vật lấy ra Ta sẽ hết sức, mày ngừng cắn đôi môi đỏ mọng, thấp giọng nói, Hằng Lập gật đầu, đang muốn định nói cái gì thì ngoài cửa đã có tiếng bước chân truyền đến, ngay sau đó là một thanh âm già nuôi truyền đến. Không biết hàng đạo hữu khó trong đó không? Ai vậy? Hằng Lập sửng sốt, có chút kỳ quái hỏi. Nhưng sau đó cảm giác thanh âm có chút quen tay, suy nghĩ một chút. Đúng là thanh âm của lão giả râu dài, tức thì trong lòng kinh ngạc. <laughs> Hôm qua tại bãi đá đạo hữu cùng với tài hạ trò chuyện rất vui vẻ. Bên ngoài truyền đến tiếng cười sang sản, quả nhiên đúng là vị tự xưng là tu sĩ ngũ long hải. Đối phương nói như thế, Hàng Lập tự nhiên sẽ không đóng cửa không gặp. Hắn cũng có chút tò mò về mục đích đối phương tới đây. liền đứng dậy đi tới, mở cửa phòng ra. Bên ngoài phòng quả nhiên là lão giả rau dài, phía sau còn có hai lão giả khác. Một vị mặt đỏ, rau bạc trắng, một vị lưng gù âm trầm. Ba vị mời vào, Hàng Lập không có hỏi ý định của đối phương trước, thoải mái đem mấy người này vào bên trong. Đây là Mai Đào Hữu, ba người nhìn thấy Mai Ngư trong phòng, trên mặt lộ ra vài phần kinh diễm, nhưng sau đó thân sắc như thường thì lẽ nói. Mẹ ngừ hoàng lẽ lại, đứng bên cạnh hàng lập cũng không nhiều lời, bộ dân lấy hàng lập làm chủ, ba vị lão giả có chút đâm chiêu liếc mắt một cái. Chờ ba người ngồi xuống trên ghế, Hàng Lập mới nhìn hai người kia, chậm trải nói, nhị vị này cũng là, Hàng Đạo Hữu đoán không sai, hai vị này là đồng đạo đến từ Đại Tấn Quốc, một vị linh phù môn vân đạo hữu, một vị tứ hải là nhà kim đạo hữu, lão giả râu dài mở miệng giới thiệu nói. Hàng Lập gật đầu để ý một chút, hai vị này cần thận đánh giá Hàng Lập vài lần đồng thời khách khí. Ba vị đại hữu cùng nhau đến đây, chẳng lẽ là có chuyện gì quan trọng sao? Tần sắc của Hàng Lập bất đồng nói, nghe Hàng Lập nói thế, ba người theo bản năng thiết mắt nhìn nhau một cái, lão giả sâu dài phụi hoa một tiếng tầm ý sâu sắc nói. Hàng đại hữu có biết hay không, giao tập võ công bổn thôn phong trường lão, hôm qua bị một con quái trùng vô danh cắn chết, nghe nói quái trùng này thừa dịp hắn ngủ say, đột nhiên cắn nát ít hầu, chết cực kỳ thê thảm. Ồ có chuyện như vậy không biết là giả quái trùng gì, lại lợi hại như thế, biểu tình của Hàng Lập không chút thay đổi, thản nhiên nói làm cho trong lòng của ba người một trận nghĩ thầm. Căn bại phán đoán không ra có hay không có liên quan tới Hàng Lập, cái này không rõ lắm bởi vì khi những người khác nghe thấy, phong trường nào đã tắt thở, chỉ có vài tên thông dân nhìn thấy một con phi trùng từ miệng vết thương bay ra. Mặc dù dùng binh khí chém con trùng này vài cái, nhưng con trùng này cứng rắn dị thường, dĩ nhiên không hề bị thương. Tại đương trường bay đi, bởi vì trên người nó máu tươi ướt đẫm nên không ai thấy rõ được hình dáng của con trùng này. Lão giả râu dài mắt không chớp nhìn Hàng Lập chầm chầm chậm rãi nói thần sắc của hai người khác đồng thể ngưng trọng nhìn Hàng Lập không nói. Như thế nào chẳng lẽ ba vị trưởng Đại Hạ Lam đến đây hỏi tội thần sắc của Hàng Lập không đổi lưng giữ về phía sau eo ải nói. Sao lại như vậy được? Ba người chúng ta tuyệt đối tin tưởng Hàng Đạo Hữu không làm việc này. Nếu là thật sự là Hàng Đạo Hữu làm, ba người chúng ta cao hướng còn không kịp. Con người của cả họ Phong nọ dựa vào chút võ công luôn luôn bất kính với mấy người chúng ta. Chế thật đúng lúc, sắc mặt của lão già hơi đổi hà hả, hả cười nói. Hàng lập nghe lời này, hai trong mắt hiếp lại, không lập tức trả lời nhìn bọn họ. Mà sau khi con mắt lão già nó hơi chuyển, vừa lại thử dò xét nói. Nhưng là chúng ta nghe người ta nói, hôm qua phong trường lão thừa hồ có đi đến phòng đạo hữu một lát, sau đó liền cúi đầu ủ rũ đi ra. Hơn nữa hôm nay kiểm tra thi thể người này, phát hiện cánh tay của hắn công nghệ bị bẻ gãy, xem ra hàng huynh mặc dù pháp lực đã mất, nhưng lại có tụ đoạn lời hại khác. Nghe đối phương nói như thế, hai hàng lăng mày hàng lập nhíu lại. Xem ra mấy vị này trong thôn còn có chút thế lực. Dĩ nhiên việc này xảy hôm qua cũng là cả trung niên họ phong kia ở trong phòng, sau đó bị nhục. Đều biết một ít, ba vị đạo hữu đi chuyến này chẳng lẽ là vì việc này. Nếu có chuyện gì, không ngại xin nói thẳng, tại hạ thực sự không có hướng thú quanh co lòng vòng. Hàng lập im lặng trong chốc lát, thanh âm lạnh đùng đi. Cái này, đám người lão giả râu dài nghe hàng lập nói thẳng thẳng nói như thế, không phải nhìn nhau trên mặt mỗi người, mang vẻ chần chờ. Nếu không muốn nói, hàng một cuộc con miễn cưỡng, mấy vị đào hữu xin mời rời khỏi, Hàng Lập không muốn dây dưa, mặc lộ về không kiên nhẫn nói thêm. Có lẽ lời này của Hàng Lập rốt cuộc làm cho đối phương quyết định, lão giả lưng cù âm trầm đột nhiên mở miệng. Hàng đạo hữu không biết người có hứng thú, cùng chúng ta đồng thời thống trị thông này. Là ý gì? Hàng Lập vừa nghe liền mặt nhăn mày cau nhưng trên thực tế đã mơ hồ đoán được ý đối phương. Nếu cùng là tu sĩ, vậy tại Hạ liền nói thật. Nói vậy, Đạo Hữu cũng từng gặp qua vài vị trưởng lão trong thôn, trừ vị đại trưởng lão kia ỷ vào đến trước chúng ta có thể nắm giữ quyền to trong thôn. Địa vị các tu sĩ trong thôn còn lại đều như nhau, cũng no đói như nhau thậm chí để chúng ta mạo hiểm ra ngoài diệt sắc âm thú trái ngược lại ta duy nhất chỉ là có thể dựa vào âm thú làm phép lại nắm giữ vài vị phạm nhân trong này. căn bản đề phòng chúng ta như là phòng cướp quả thực là đại sĩ nhục đã như vậy, tu sĩ chúng ta dứt khoát liên hợp lại, hoàn toàn nắm giữ quyền to trong thôn, không biết ý của hàng đạo hữu như thế nào. Lão giả râu dài thấy đồng bạn đã biết độ ít tin tức. Cụ không giấu chiếm nói ra ý đồ chính thức khi đến đây. Các ngươi muốn đoạt quyền, thần sắc của hàng lập không đổi, thả nhiên hỏi. Không sai, người tu tiên chúng ta sao có thể cùng phạm nhân giống nhau, bị tên trưởng lão kêu là phải đến, nói là phải đi. Đáng lẽ chúng ta mới là trưởng lão trong thôn, tay đường đường một tu sĩ trúc cơ kỳ. Bị đám phạm nhân đối xử như thế đã sớm không thì chịu đựng được, mà trước đây nhân số tu sĩ chúng ta quá ít cho nên không dám quay thường vọng động. Nhưng bây giờ có hai vị gia nhập đại sự hiện như sẽ thành, một vị lão giả mặt đỏ khác trong mắt cũng chớp động nói. Không có hứng thú, ba vị đạo hữu xin hãy trở về, coi như chưa từng nói với tài hạ việc này. Ánh mắt của Hàng Lập hướng ba người đã qua, mà không chút thay đổi, nói ra làm sắc mặt ba người đại biến. Sao vậy? Đạo hữu căng tâm ở dưới người khác, chỉ cần chúng ta đoạt chức vị trường lão trong thôn, mấy người chúng ta sẽ cùng quản thôn này, không phân lớn nhỏ, lúc đó cho dù hoàn cảnh nơi này có ác liệt trở lại, chúng ta cũng có thể tiêu diêu. Lão giả râu dài sau khi cười lớn một lát vẫn mở miệng khuyên nhủ. Ta nghĩ chưa vị đạo hữu tính ra một việc, hai người chúng ta cũng không có nói qua muốn ở lại thôn này, qua hai ngày nữa sẽ rời khỏi nơi đây, cho dù bao vị có nói như thế nào, ta cùng Michael Nương cũng sẽ không dây vào, hàng lập so cầm, bình tĩnh nói. Rời khỏi nơi này, hai vị đối với thôn này không hài lòng muốn đi thôn khác. Đạo hữu cũng biết thôn chúng ta trong các thôn đã là thôn lớn số 1, số 2. Tình trạng các thôn khác cá không thể tránh bằng bổn thôn. Lão giả râu dài ngẩn ra, không quay thốt lên nói. Nghe đối phương nói, hàng lập lãnh đạm cười một chút, nhẹ nhàng lắc đầu không nói gì. Chẳng lẽ hai vị muốn lên bảo phong sơn nọ? Lão giả lương cù thấy thần sắc của hàng lập như thế, Linh quan trong đầu chật lóe vẻ mặt kinh ngạc. Thì sao? Hai người chúng ta không muốn lưu lại đây. Nghĩ muốn rời khỏi nơi này. Bộ rất kỳ quái sao? Nụ cười hàng lập thu lại, từ chối cho ý kiến nói. Đây không phải là chuyện có kỳ quái hay không, mà là hai vị đạo hữu có biết. Bà phong sơn kia là cái chỗ gì không? Có bao nhiêu nguy hiểm? Lão giả mặt đỏ vuốt dầm rau bạc trắng, mặt mang uh, cổ quái nói. Mặc dù biết không nhiều lắm nhưng tình huống đại khái đã nghe qua vị trưởng lão kia nói một ít. Hàng lập liếc mắt nhìn người này một cái bất động thanh sắc trả lời. <laughs> Tên kia thì biết nhiều ít, bảo phong sơn đáng sợ bao nhiêu, tất cả chỉ là nghe người ta nói mà thôi. Bảo phong sơn chương chính đáng sợ. Chúng ta cũng có là vân đào hữu đã thể nghiệm qua, nếu không phải pháp luật hoàn toàn biến mất, chúng ta cũng có thể thông qua. Không nói tới, dưới bạo phong sơn có vài con âm thú cường đã chiếm cứ chỗ âm minh. Một khi không để ý làm kinh động chúng nó, liền chết không có chỗ chôn cho dù có thể may mắn qua khỏi một cửa của âm minh thú với gió bào âm minh cùng huyễn vụ cũng là chiếc người vô hình tuy không có cơ hội bò lên tới đỉnh núi hơn nữa chờ khi cái khe mở ra có thể tự định bảo phong sơn ra khỏi đây cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi không có người nào thật sự trải qua căn bản có lẽ không có khả năng thành công sau khi mặt biến sắc mấy lần lão giả lương cù lại nghĩ lại chuyện xưa mà tỏ vẻ sợ hãi nói Hai vị đào hữu từng leo qua phong bạo sơn có thể nói nghe qua một chút hay không? Thần sắc của Hàng Lập vừa động, nhìn hai người chầm chầm, cảm thấy hứng thú hỏi. Không có gì, Hàng Đạo Hữu không hỏi, hai người chúng ta cũng muốn nói ra, để mong có thể khiến cho đào Hữu từ bỏ ý định này. Lúc ấy ta cùng Kim Đạo Hữu mới vừa tới đây không lâu, cũng không muốn sống như vậy cả đời. Vì vậy, sau khi chuẩn bị hơn nửa năm, liền cùng ba vị đào hữu thôn khác hợp lại, đồng loạt đi tới bào Phong Sơn. Kết quả còn chưa tới gần núi này thì có một vị đào hữu bị âm thú phụ cận phát hiện. Liền tán thân dưới chân núi khi chúng ta thật vất vả lên đến bào Phong Sơn. Còn có hai vị đào hữu ngay cả một phần tư của bào Phong Sơn cũng không đền được. Đã bị âm minh phong trước sau đông cứng ở trên núi mà ta cùng kim đào hữu bởi vì trên người còn mang một ít đá lửa. Cuối cùng bị cửa có thể tiếp tục đi tới như càng leo lên cao, đồng phong lại càng lớn, thậm chí làm cho người không thể đặt chân. Cuối cùng hai người chúng ta ngay cả huyễn vụ do sườn núi cũng không nhìn thấy. Mấy lần bị cuồng phong táp hạ xuống núi đá, mặc dù may mắn không chết nhưng cũng không dám đi về phía trước nữa. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác là quay về, cứ như vậy trở lại trong thôn bởi vì hai người chúng ta bị âm phong thấm vào xương lập tức bệnh nặng nằm đủ mấy tháng mới có thể một lần nữa xuống giường hoạt động từ đó về sau hai người chúng ta hoàn toàn từ bỏ đi ý nghĩ muốn từ bà phong sơn đi ra ngoài vẻ hồi hộp lao giả mặt đó chậm rãi nói thật là đáng sợ hàng là phúc cầm có chút đâm chiêu lẩm bẩm nói hả chi mà đáng sợ có thể hình dung hai vị đạo hữu hãy dập tắt suy nghĩ này đi căn bảo không chừng chừ Bên ngoài mặc dù tốt nhưng phải có mạng nhỏ đi ra ngoài mới được hay là cùng ta lưu lại đây. Người tuổi còn trẻ chờ một khi đại hạng buông xuống hết thể trong thô còn không phải quy về sở hữu của nhị vị sao. Lão giả râu dài mở miệng dù dỗ nói bộ dáng tự hồ phi thường chân thành. Mấy vị đạo hữu không cần khuyên nữa, nếu hàng một không tự mình lên thử một lần thì sẽ chết không yên tâm. Đương nhiên, nếu thực sự không thể qua khỏi bảo phong sơn này, tại hạ tự nhiên sẽ nghĩ đến lời đề nghị của ba vị đạo hữu. Hàng lập không muốn cùng ba người dễ dàng kết đại cừu, vì vậy khẩu khí chậm lại, uyển chuyện nói. Nghe Hàng Lập nói như thế, ba người có chút không hài lòng, miệng lại là khuyên giải vài câu, nhưng tự hồ Hàng Lập đã hạ quyết tâm không có một chút ý ở lại. Bất đắc dĩ, ba người đem mục tiêu chuyển hướng sang Mai Ngân, nhưng nữ tử này bình tĩnh nói một câu, ta và Hoàng Huynh cùng tiền ngờ thổ bối, khiến cho ba người đồng dạng trần tròn mắt. Cũng may Hàng Lập cũng không có hoàn toàn cự tuyệt bọn họ, nếu lên núi không được có thể sống sót, bọn họ còn có cơ hội. Sau khi quyên nhũ không có hiệu quả, ba người cáo từ rời đi, người này có thể quay đầu lại bán đứng chúng ta hay không? Vừa mới, tại nơi Hàng Lập ở một khoảng, Hay là giả lương cù đột nhiên là thần sắc âm thầm nói một câu bán đứng chúng ta hai người bọn hắn bán đứng chúng ta có thể có chỗ tốt chi chẳng lẽ người còn không có nhìn ra người nữ tử kia ta không nói nhưng tự tự họ hàng kia mười phần là người thông minh sẽ không làm chuyện ngu xuẩn này bây giờ ta chỉ hy vọng hai người họ không chờ tới lúc lên bảo phong sơn chính mình biết khó mà lui dù sao nếu chúng ta bây giờ làm khó dễ cũng chỉ có năm phần thành công có hai người hắn gia nhập, thực lực gia tăng không ít, bất quá cũng nhờ hàng tiểu tử bất tri bất giác loại bỏ trở ngại lớn nhất phong thi cực, nếu không với võ công của người này thật đúng là một phiền toái lớn. Lão giả râu dài không cho là đúng nói. Không sai, tâm tư người này xác thực là đủ cẩn mật sẽ không làm mấy cái chuyện lấy lòng, nhưng vì để ngừa phản nhất hay là chúng ta cho người âm thầm giám thị một chút đừng để xảy ra sai lầm. Lão giả mặt đỏ gật đầu đồng ý nói, Vân Huynh muốn chu toàn, vậy cứ an bài như thế đi, bớt quá phải cẩn thận một chút, đừng để đối phương phát hiện. Nhưng lão giả rau dài nói xong câu cuối cùng trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhưng là cái gì? Lão giả lưu cù có chút quỳ quái hỏi. Không biết có phải ta ảo giác hay không? Ta như thế nào cảm giác được đối phương tự hồ đối với việc thoát ly khỏi đây? Bộ dáng 10 phần tin tưởng mặc dù nghe chúng ta nói bảo phong sơn lầy hại, nhưng bộ dáng đối phương căn bản là bất cần. Chẳng lẽ thật sự có thủ đoạn lên tới định là bảo phong sơn? Lão giả râu dài tự lẩm bẩm nói. Điều này sao có thể? Đừng nói thứ khác. Âm phong trên núi tuyệt đối không ai có thể xông qua. Điểm này ta cùng với Vân Huynh có thể vỗ ngực cam đoan, sườn núi bên dưới đông lạnh vô số băng thi đều là những tu sĩ cùng con người vọng tưởng thoát khỏi nơi đây. Lão giả lưu cù lắc đầu căn bản là không tin nói. Ừ, có lẽ chúng là, là ảo tưởng Lão già râu dài ngẫm lại Cũng hiểu được là không thể nào liền tự dẻo nói Nhưng lão giả mặt đỏ nghe những lời này Trong lòng bỗng như vừa động Trong đầu hiện lên một ý niệm Giờ ba người lão giả râu dài rời đi, Hàng Lập cùng may Ngân nói vài câu, sau đó cùng rời phòng. Trước đi đến chỗ trung niên nhân, họ phong xem một chút, người này quả nhiên bị vẻ kim trùng cắn nát của họng mà chết. Hàng Lập từ xa nhìn vào thi thể một cái mà không chút thay đổi liền rời đi. Sau đó, Hàng Lập liên tục hướng người trong thôn hỏi thăm tình hình địa lý nơi đây, vị trí các thôn xóm khác, còn có tình hình phân bố đại khái của âm thú, tất cả tư liệu có thể giúp hắn thoát khỏi nơi đây đều được hắn tích tụ trong đầu. Hàng lập thậm chí căn cứ miêu tả của người trong thôn tự mình chế ra bản đồ ghi rõ lại chi tiết. Hai ngày như thế liên tiếp đi qua, công việc chuẩn bị của Hàng Lập cũng hoàn thành không sai biệt lắm liên hướng đại trưởng lão trong thôn, nói rõ chuyện chuẩn bị rời đi, là lên bào phong sơn. Lão giả béo nghe vậy tự nhiên cảm thấy có chút tiếc hận, nói vài câu giữ lại, thấy ý của Hàng Lập đã quyết, cũng không tái miệng cưỡng để đồng ý. Lúc này Hàng Lập cùng Mai Ngư trở lại chỗ ở, chuẩn bị nghỉ ngơi tốt một đêm. Đến ngày thứ hai thì chuẩn bị rời thôn nê thì Có một người lén lút tìm tới chỗ ở bọn họ, gọi cứu phòng. Vân Đạo Hữu khi Hàng Lập thế lão giả mặt đỏ đứng trước mặt không phải ngón ngơ. Hàng Đạo Hữu tài hà nói lời ít nhiều. Mặc dù không biết đạo hữu có thật là có bản lĩnh rời khỏi đây hay không, nhưng chung quy coi lại như là cái hy vọng cho nên là thầy hạ có một chuyện nhờ cậy. Nếu đạo hữu thật sự có cơ hội thoát khỏi đại nạn, hy vọng có thể đem cái hộp này giao cho linh phù mô chúng ta. Sắc mặt lão giả mặt đỏ ngương trọng hướng hàng lập nói, cũng từ trong áo lấy ra một cái hộp làm bằng xương nhám nhám. Hai tay ôm lấy đưa cho hàng lập. Đạo hữu nói thế là có ý gì? Hàng Lập chỉ nhìn cái hộp của không nhận lấy mà khuôn mặt không đòi lại hỏi. Trong tình huống không rõ vật trong hộp ra sao, hắn sao có dám tự tiện nhận lấy. Đại hữu không cần lo lắng, bên trong là ba cái linh phù môn trấn phái, khẩu quyết luyện chế hàng phù linh. Trước đến nay, chỉ có trưởng môn mới có thể biết, tại hạ không có ý, chỉ làm mong đại hữu tiếp nhận phương pháp luyện phù này mà thay thế là hữu đưa về thôn phái. Tại hạ không muốn tuyệt học linh phù môn này thất truyền, lão già mặt đỏ thở dài một hơi nói, sau đó hắn mở nắp hộp ra, đem một khối cốt phiến khắc đầy những ký tự kỳ lạ ra. Hàng Linh Phù chỉ có trưởng môn mới có thể biết chẳng lẽ các hạ chính là trưởng môn của Linh Phù môn, khuôn mặt của Hàng Lập lộ vẻ chân chờ, thật xấu hổ, Tại chính là trưởng môn đời thứ 57 của Linh Phù môn, bộ môn tại Tấn Quốc chỉ là một tiểu phái vô cùng nhỏ bé, cho nên tại hạ chỉ là một tu sĩ trúc cơ kỳ đã có thể làm trưởng môn thật làm cho đạo hữu cười chê rồi. Lão giả mặt đỏ ứng thừa nhận, Nghe lời nói của đối phương mà cụ Hàng Lập có chút ngạc nhiên như sau đó chậm rãi đứng lên, nhìn lão giả chậm rãi nói. Nói linh phù hôm nay chỉ có trưởng môn mới có tu luyện thì khẳng định là có chỗ đặc biệt. Đạo hữu cứ thế mà giao cho tài hạ không sợ hàng một cũng học được cách luyện chế sao? Mặc dù nghe thanh danh về Đại Tấn Quốc nhưng ta chưa từng tới đó. Sau này hàng một cũng không biết có cơ hội tới đó hay không, đạo hữu có thấy liều lĩnh quá không? Lão giả nghe thấy nghi vấn của Hàng Lập nét mặt cụ không hề ngạc nhiên, ngược lại trong mắt còn lộ ra vẻ tán thưởng phương mộ đem vật này giao cho đạo hữu chính là để cho đạo hữu tùy ý học tập phương pháp chế tạo nó nhưng cũng là trả công cho đạo hữu hơn nữa nói thật đạo hữu với phương pháp này có lẽ cũng không có nhiều hứng thú phương pháp luyện chế linh phù môn mặc dù chỉ có bổ môn có nhưng từ thời hương thịnh của bổ môn có hai ba vị tiền bối luyện chế ra được còn lại thì trưởng môn chỉ có thể mau nói truyền thừa lại mà thôi càng bạn không có ai luyện chế nó bổ môn suy yếu như thế này cũng chính bởi vì nguyên nhân đó còn về phần đạo hữu có thể đi tấn quốc để trả lại thu quyết hay không còn tùy theo ý của đạo hữu, tại hạ chỉ mong tâm hồn thanh thản mà thôi. Dù sao hạ linh phù này cũng là do tổ sư sáng chế ra, nếu vì thế mà tu tiên giới thức truyền. Lão hữu cũng thật sự là không hết tội, cho dù thuật này không thể nào quay lại linh phù môn, nhưng từ đạo hữu đi xuống cũng có thể có hy vọng mang lại thanh danh. Sau này, vân mộ dưới cựu tuyền thế các môn sư đời trước cũng có thể không mất mặt. Lão giả Mặt đỏ cười khổ nói, Hàng Lập nghe đến đó cũng không nói gì. Thì sao vị trưởng môn linh phù môn này chỉ mong có thể thanh thản mà thôi, xem ra cho dù hắn có thể chiếm tiện nghi cũng không có gì là quan trọng cả. Nếu mà không đi Tấn Quốc sẽ không cần hoàn lại cái hộp xương này, chuyện đi tới đại đế quốc này trả đồ vật cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Hơn nữa, vì sao Hà Linh Phụ lại thần kỳ như vậy xem ra rất khó luyện chế, điều này cũng khiến cho Hàng là vô cùng hiếu kỳ. Theo những kinh nghiệm mà hắn đã từng biết, trường ngũ hành pháp thuật luyện chế thành phù ra, trong tu tiên giới đế xác có một ít phù vô cùng cao cấp gọi là mật phù. Đó là một loại phù rất khó để phân ra trong ngũ hành thuật, hơn nữa chỉ có trại tông môn mới có phương pháp luyện chế thôi, người khác mà luyện cũng rất khó có cơ hội thành công. Chẳng hạn như lúc hắn tới nội điện hư thiên điện, bị trưởng lão tinh cung ám toán suýt chút nữa là tiêu cái nhỏ là do hắn cùng hóa thân phù cùng với lại là truyền tống phù do tinh cung đặc chế hai loại này là hai loại mật phủ đương nhiên giá trị cũng như thế Vĩnh viện ở ngoài tầm với. Sau khi ngẫm nghĩ một chút, Hàng Lập cũng không chừng chừ nữa nhận lấy cái hộp xương, đồng thời trong miệng trầm giọng hứa hẹn. Bà chỉ có thể nói với đạo hữu là sẽ làm hết sức mình, vâng đạo hữu cô không nên quá kỳ vọng. <laughs> cái này cũng không nên câu nệ quá, hàng đạo hữu nói những lời này làm cho vân mộ cảm thấy là cảm kích vô cùng. Lão giả mặt đỏ nghe hàng lập nói như thế trong lòng càng vui mừng, lộ ra vẻ cảm kích liên tục cảm tạ lại cùng Hàng Lập nói vài câu rồi mới cáo từ rời đi. Hàng Lập đứng tại cửa nhìn theo bóng lưng hắn dần rời xa, không khỏi nâng nâng cái hộp xương trong tay, ý nghĩ phiêu diêu, không nghĩ là có huyền cơ gì khác. Lúc này Mai Ngân ở sau lưng Hàng Lập rốt cuộc không nhìn được mà hỏi thăm. Cái tên Hàng Linh Phù này lần đầu tiên ta nghe thấy chẳng lẽ là một loài phù vô cùng lợi hại. Không biết, nhưng có lẽ là thế, Hàng Lập liếc mắt nhìn khuôn mặt như ngọc của cô gái vừa cười vừa nói. Sau đó hắn trở lại và ngồi xuống lấy ra một khối cốt phí nhìn qua. Ồ, oh, hai mắt vừa nhìn, Hàng Lập không nén nổi kinh ngạc mà lên tiếng. Sao vậy? Phương pháp chế tàu phù này có chuyện gì sao? Mày ngừng ngừng ngồi đợi đối diện Hàng Lập. Đôi mắt kẻ đảo, khuôn mặt đầy vẻ tò mò. Từ lần khô vào đôi môi của nàng, Hàng Lập cùng nàng bất giác trở nên thân mật hơn chút. Một ít cường gạo ban đầu cũng không còn. Không có gì, phương pháp chế hà linh phù này cần nguyên liệu thật sự là kinh người. Khó trách linh phù mô cũng không có luyện chế được, điều này căn bản là hy vọng xa vời mà thôi. Hàng lập cập cuốn phía trong tay xem hết, bỏ nó trở lại hộp rồi tùy ý nói. Cần tài liệu gì mà ngay cả hàng huynh cũng cảm thấy nghịch thiên, mày ngừng nghi hoặc hỏi. Những tài liệu khác cũng không tính, nhưng tài liệu chủ yếu để chế phù thì có tinh thạch cô không mua được là cần một tinh thạch của yêu thú hóa hình kỳ nàng nói có phải là nghịch thiên hay không Hàn lập lấy ra một khối cốt phiến tiếp theo ra miệng cười vừa nói tinh thạch của yêu thú hóa hình kỳ mà ngưng hết ra một hơi đôi mắt trong suốt xinh đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc nhưng nào cũng không chú ý đến khuôn mặt của hàng lập khi nhìn cốt phiến trên tay lại lộ ra vẻ kỳ bí sau khi nghỉ ngơi một đêm hàng lập cùng mai ngư cũng không có thông báo cho người nào trước ánh mắt kinh ngạc của bài tên thủ vệ rồi khỏi thôn lại một một lần nữa đứng trên bãi loạn thạch, xem qua sa mạc một chút rồi là xác định phương hướng dẫn theo Mai Ngân tiến tới thôn tiếp theo. Hàng Lập nghĩ vô cùng đơn giản, huynh trưởng của nữ nhân này cũng chỉ đến các thôn khác thôi, cứ đi một vòng là sẽ tìm được. Mấy người cũng hiểu ý của Hàng Lập, tất nhiên là một chút ý kiến cũng không có. Vì vậy, trong mắt của hai người biến mất trong sa mạc mờ mịt cát, không còn chút bóng dáng. Hơn một tháng sau, trên một vùng đất đỏ rực của cách quỷ dị, có hơn 10 người mặc quần áo màu xám. Cầm trong tay những cốt giáo là những thanh niên cả nam và nữ lén lút hướng tới một bãi đất mà từ từ tiến tới. Trên đỉnh của bãi đất có vài thân thể xanh biếc đang ngủ, đó chính là một nhóm quái thú. Đây là một loại âm thú có tên là bích thiềm thú, thân thể không lớn, có nhiều bướu trên cơ thể, mặc dù trông vô cùng xấu xí, trông như là con cóc phóng to, nhưng ở nơi âm minh này cũng là một trong số ít loại không có độc trong cơ thể, có thể cung cấp thức ăn cho loài người. Những người này đến để giết bít thiềm thú, để làm thực phẩm trong những ngày thiếu lương thực trầm trọng. Động tác của mọi người trong bọn họ vô cùng linh hoạt, không hề phát ra tiếng động nào, dần siết chặt vòng vây, nhưng một con bích thiềm thú đột nhiên mở vừng hai mắt, nhìn thấy cảnh loài người đang tiến lại cách bọn chúng chừng 23 trường. Những người này đột nhiên cùng hô lên động thủ cùng một lúc với con thú kêu lên báo động. Trong chớp mắt, mấy ngọn giáo bằng xương lái lên bay vù vù bề hướng của bích thiềm thú. Kết quả mặc dù phần lớn bích thiềm thú đã đứng lên nhưng đều bị những ngọn giáo này xuyên qua rồi ngã xuống. Chỉ có hai con tránh thoát được khỏi kiếp nàng này, chúng nó cũng không phải là không bị thương mà là tránh thoát khỏi kịp thời nên là giáo chỉ phóng qua bên người mà thôi. Bất thiềm thú tại nơi này chỉ là âm thú hạ tầng, chỉ có thể phun ra vài âm khí không có chút công kích sắc bén nào khác. Nhưng đó chỉ là trong tình huống bất khả kháng. Còn lại đều đã bỏ chạy với tốc độ cực nhanh làm cho người khác sợ hãi. Chỉ thấy hai con bít thiềm thú há miệng phun ra hai luồng âm khí đen hung hãn, sau đó lui về phía sau, đạp chân cao bay là bảy tám trường ra khỏi vòng vây, mặc dù có vài người phóng giáo theo nhưng đã chậm một chút, căn bản không thể nào chạm vào thân hình của hai con bít thiềm thú. Mắt thấy hai con bít thiềm thú chạy vào một đoán làm thạch cách đó không xa, đột nhiên thanh quan chợt lóe, hai con bít thiềm thú rơi xuống đất không đồng đầy, cổ họng đều bị xuyên thủng. Màu xanh biếc chảy đầy mặt đất, một màn này khiến cho đám thanh niên nam nữ kia há mồm trợn mắt vù vù hai tiếng truyền ra khỏi cơ thể âm thủ hai đạo thanh quang bay ra bắn về phía sau một khối cự thành sau đó chợt là hiện lên hình ảnh của hai người một nam một nữ nam thì tướng mạo bình thường đôi mắt trong suốt nữ thì tú lệ dịu dàng động lòng người đúng là hàng lập của mai ngưng vậy là họ bây giờ đều mặc trang phục làm bằng da thú màu lam nhạt bên ngoài trong tay của hàng lập là hai tiểu kiếm màu xanh chui kiếm buộc một sợi tơ trong suốt đó chính là sợi gân của âm thú Hàng Lập đi tới xem xét hai con âm thú vừa bị hai tiểu kiếm giết chết rồi nhìn những người kia cũng đang nhìn với ánh mắt cảnh giác. Vừa rồi thấy hai con bít thiềm thú đang định bỏ chạy nên là hàng mổ mấy màu mũi ra tay mấy vị không trách cứ. Nhưng yên tâm, ta không cần hai con thú này, chỉ muốn hỏi mấy vị một vài câu, không biết có thể đáp ứng không, Hàng Lập cười cười khuôn mặt đầy thiện ý nói. Thật ra là không cần hai con bít thiềm thú này sao, một vị trang hán tuổi hơi cao mặt nghi hoặc hỏi xem ra hắn chính là thủ lĩnh. Đương nhiên là thật, tại hạ cũng không thiếu lương thực, hàng lập dừng chân đá và hai thi thể khẳng định nói, tốt vậy người hỏi đi. Trang hán dù thấy nghi hoặc nhưng cũng cảm thấy không có hại gì nên đáp ứng. Thấy đối phương thức thời, hàng lập cực đầu không chút do dự nói, các người là thôn dân. Không sai, chúng ta chính là thôn dân hồng hổ thôn, trang hán nhíu mày thành thật trả lời. Rất tốt, chúng ta muốn hỏi tâm một chút, gần đây quý thôn có thu người từ bên ngoài tới hay không, ta muốn tìm người. Hàng lập hỏi người mới không có nhưng mà khi các khe hở ra thì chúng ta lại phát hiện ra mấy cái thi thể cả nam lẫn nữ cũng chỉ là một đống xương trắng mà thôi xem ra bọn họ không gặp may sớm lại bị âm thú rạch sẽ Trang Hán suy nghĩ rồi do dự nói, đống xương trắng, mấy người sau lưng hàng là biến sắc có chút khó coi. Nhiều tháng vừa rồi, hai người đã đi qua ba thôn nhưng vẫn chưa tìm thấy anh của nàng như cũng chưa tìm. Thế là hai ba tu sĩ sống sót, không ngờ ở thôn này lại chỉ nghe được tin toàn bộ đều là người chết, điều này làm cho Mai Ngân trong lòng căng thẳng mơ hồ có mục tiêu dự cảm bất an. Không sai, di hài thì chúng ta đã chôn rồi, nhưng mà đồ vật của bọn họ thì chúng ta đã thu vào kho. Các vị có muốn xem một chút không? Trang Hán nhận ra Hàng Lập thật sự là muốn tìm người, nhất thời sự cảnh giác giảm bớt. Hào sản nói. Tốt quá, vậy làm phiền huynh đài rồi. Hàng Lập nhìn cô gái bên cạnh gật đầu nói, cho dù là người chết cũng phải xác định thông phần rõ ràng nếu người đó là huynh trưởng của cô gái này hắn sẽ không phải tiếp tục đi tìm nữa <laughs> lão để nói chuyện thật là hào sản nhìn qua thì hình như cũng là người từ bên ngoài đến cũng là người mới sao trang hắn sau khi ra lệnh cho những người phía sau thu thập thi thể âm thú thì cùng hàn lập bắt chuyện hàn lập thấy thế thì chỉ cười sau khi đi theo bọn họ mấy dầm đường hàn lập và mai ngưng đã đến thôn xa lạ kia thôn này so với các thôn trước thì nhỏ hơn nhiều Mặc dù cũng có tường bảo vệ bốn phía nhưng tường lại chỉ cao có 7-8 trượng. Hơn nữa, nhiều chỗ lại bị phá tan, hình như là không hề được tu sửa lại. Xem quy mô của thôn thì nơi này cùng lắm là có hơn là trăm người ở, cư dân ít một cách đáng thương. Vừa tiến vào, Trắng Hán chỉ vào một căn nhà băng đá, ý bảo hai người hàng lập tự bước vào xem. Hắn muốn cùng người trong thôn xử lý chỗ thi thể của bích tiệm thú quý hiếm này. Đây là việc và phải làm nhất. Hàng lập sẽ không để ý chuyện này, liền nói lời tạ ơn sau đó dẫn theo mai mang đi theo qua. Đây thật là huynh trưởng nàng chứ, hàng lập nhìn đóng rách nát trước mắt đó là quần áo bê bết máu, có chút ngoài ý muốn hỏi. Thật sự không nghĩ tới vừa bước vào nơi này, Mai Ngân chỉ liếc mắt nhìn qua là có thể nhận ra di vật trong góc là của huynh trưởng, sắc mặt trắng bệt, đôi mắt thất thần đứng đó. Tại sao lại quên được chứ, trang phục này chính là đồ mà ta may cho gia huynh, bên cạnh chính là túi trữ vật có dấu hiệu độc môn của huynh muội chúng ta. Mai ngưng hai mắt đỏ ửng nhìn chầm chầm vào đống đồ vật nghẹn ngào thì thào nói. Hàng lập nhất thời cũng không biết nói như thế nào ăn quỷ nàng do dự một chút rồi vỗ nhẹ lên trên vai của nàng. Sau đó lặng lẽ rời khỏi ngôi nhà bằng đá. Hắn hiểu nàng bây giờ còn chút yên tĩnh một mình. Quả như sau khi hắn rời đi, bên trong truyền đến tiếng khóc đứt quãng, hàng lập nhẹ nhàng thở một hơi, im lặng nhìn trời không nói. Sau một khắc, mai ngưng rời khỏi phòng, hai mắt sương đỏ. Chúng ta đi, sau khi Gia Huynh không còn sống thì chúng ta trực tiếp đi đến Bảo Phong Sơn thôi, nàng bình tĩnh nói. Xem ra nàng đã đem nỗi đau giấu kín vào trong lòng, Bảo Phong Sơn nhất định phải đi nhưng trước đó ta có chuyện muốn làm. Cần phải thu thập một chút tinh hạch âm thú mới được. thằng lập biết nhìn Mai Ngân một cái, bình tĩnh nói, thú tinh thu thập chúng có tác dụng gì? Hơn nữa âm thú cũng có đối phó, Mai Ngân lúc này tự nhiên cũng đã biết chuyện về thú tinh cho nên là hơi ngạc nhiên hỏi lại. Thu tập chúng tất nhiên sẽ có lúc sử dụng, ta nghĩ thiên hạ tuy lớn nhưng mà nơi âm minh như thế này, cho dù không phải là độc nhất vô nhị cũng là vô cùng ít thấy. Sau khi rời khỏi nơi này rồi muốn kiếm một ít cũng khó, về chuyện đối phó với âm thú, không cần chúng ta ra tay, giao cho nó là được. Tay hàng lập rung lên, một đạo lục quang bắn ra hiện trước mắt hai người. Nó sao? Mày ngừng nhìn tiểu hầu trước mắt nghi hoặc hỏi lại. Đương nhiên là nói rồi. Hàng lập mà không đổi sắc khẳng định nói. Trước đây dọc theo đường đi vì nóng lòng tìm kiếm thông làng, hàng lập luôn tìm những đoạn đường an toàn để đi. Nên là dù dùng kiếm chém giết một số yếu tố cấp thấp nhưng không hề thấy thú tinh xuất hiện. Điều đó khiến cho Hàng Lập đã mơ hồ nhận ra thú tình của âm thú có tác dụng gì cần muốn thu thập một ít. Bây giờ Hàng Lập cũng không có nói nhiều, sau khi nói xong thì mang đề hồ xoay người bỏ đi. Hắn chuẩn bị tài hồng, Thổ thôn này một nghỉ một ngày, sau đó bắt đầu đến nơi tụ tập nhiều âm thú thử xem uy lực của đều hùng thú. Một cựu thú thương cao là năm sáu trường lắc người thân mình đi đi lại lại trên mặt đất, dựa vào một đôi cửa trảo lô vô cùng lớn. Trong sắc bén cùng với một cái miệng đầy răng nanh, tại phụ cận thị phương này có thể thấy là bá chủ. Tất nhiên sẽ không phải là có, lo lắng có âm thú cao cấp khác đột nhiên đánh lén. Đột nhiên nó vẫn phớt trong tay nghe thấy cái gì, quay đầu nhìn lại, mặt lộ hung quang, cách hơn 10 trượng không xa, không biết từ bao giờ xuất hiện một con khỉ nhỏ. Con khỉ này vô cùng cao hứng, tò mò nhìn con quái vật to lớn trước mắt. Con cự trảo thú này thấy vậy mà không có nổi giận mạnh mẽ xong tới, ngược lại hư nhẹ một tiếng, có ý, muốn thoái lui, nhưng thân hình mới di chuyển một chút. Hai mảnh màu vàng như tia chớp bay tới, quay lấy thân hình của cự thú, trong hoàng quang truyền đến một tiếng rống kinh thiên động địa của con thú, sau đó quang mang đại thịnh lù sáng và quay trở về, hát khí trong đó nhẹ nhẹ được tiểu hồ hít vào bên trong mũi. Con khỉ xem ra có vẻ ngon miệng, phổ phổ lấy bụng, trong đôi mắt lộ ra vẻ hài lòng, xem ra nó coi cái vừa rồi như là mỹ vị. Lúc này Hàng Lập ở xa xa mới chậm chậm đi tới, bên cạnh là một cô gái đang trợn mắt khá mồm kinh ngạc. Vừa rồi chứng kiến một màn này thực sự khiến cho nàng không thể tin nổi. Nàng nhìn một nửa thân thể của cự thú bị khô quắc lại, cuối cùng là nhìn con khỉ nhỏ kia. Không ngờ lại có thể làm như vậy với một manh thú thì sắc mặt lại càng khó coi. Hàng lập chạy tới đầu của cựu thú, ông tay áo rung lên, một thanh đoạn đao ngơ quan lập đề xuất hiện trong tay. Từ sắc ông đổi, một đao đem cái đầu to đùng đó chia làm hai phần, sau đó một viên tinh thạch to bằng ngón cái xanh biết xuất hiện. Hàng lập nhìn thấy tinh thạch mới mỉm cười, không lưng nhặt lên. Ở phía tây không xa nơi này lắm còn có vài con âm thú cấp cao cùng thu thập hết. Hàng lập chỉ tay về phía tây, phản phất như lẩm bẩm nói. Bảo Phong Sơn là một tòa núi cao đến tận mây của Đông Bắc Âm Minh. Tự xa nhìn lại chỉ có thể trông thấy lưng chừng núi thôi, còn tất cả đều nằm trong mây, không thể nào nhìn rõ. Ngọn núi này hoàn toàn do cửa thạch tạo thành, không có loại cây cỏ nào có thể sinh tồn. Hơn nữa ở độ cao ngàn trượng trở lên, núi bắt đầu có âm minh phong mạnh mẽ thổi. Người bình thường đừng nói tiếp tục leo lên, thậm chí bước vào lập tức cũng có thể biến thành một bức tượng băng. Hoàn cảnh ác liệt như thế tạo cho vụ cận vùng núi này trở thành một nơi vô cùng đáng sợ. Bầu trời lôi điện không ngừng lóe lên, mặt đất thì gió lạnh gào thét không ngừng, các bay đá chạy không khác gì quỷ vực. Âm minh ký vô cùng dày đặc là nơi sinh sống của âm thú cường đại, cực âm thú. Nhưng hôm nay bảo phong sơn là có khách không mời xuất hiện. Một thi thể thú cao tới hơn 10 trượng đang ngồi bên trong cơn quang, đang đảo qua lại mạnh mẽ trên mặt đất. Thi thể nhanh chóng bị thu nhỏ lại, tỏa lên một làn hắc khí, sau đó ngơ qua mới bao vây hắc khí lại thu ra xa một tiếng sóng uy phong xa xa xe gió truyền tới làm cho đất trời chấn động. Sau đó là tiếng vật nặng rơi xuống đất, một con khỉ màu trắng cao mười trường xuất hiện bên cạnh thi thể âm thú. Trông thấy con khỉ này vô cùng hung ác, mọi hành động đều lộ ra khí thế kinh người. Nhưng trên vai lại có một đôi nam nữ đang ngồi, đúng là hàng lập vụ mai ngưng. Hàng lập đảo qua thi thể âm thú, nhất thời tay phủ một cái, thân thể nhẹ nhàng bay xuống. Sau đó hàng quan chợt lóe, đầu âm thú bị bổ làm hai phần nhưng bên trong lại trống rỗng. Hàng lập hơi thất vọng nhưng sau đó lập tức lại bình thường trở lại. Đến hôm nay trong tay hắn đã có hơn trăm khối tinh hạch của âm thú, mặc dù là biết là trong tầng lớp âm thú cấp thấp có tinh hạch tồn tại nhưng hắn không có thời gian đi diệt tất cả. Phải tới cái khe cho kịp thời gian, do đó phải leo lên bào phong sơn. mây Ngư cũng đã nhảy trên vai con khỉ xuống, sau đó ngơ quan trên con khỉ chợt lóe, tù nhỏ lại thân hình hiện ra thân thể của đều hùng thú. Lớp lông bên ngoài vẫn là bảo trì màu bạc. Hàng lập xoay người chứng kiến sự biến hóa của nó, không phải mỉm cười. Thời gian trước, hắn mang theo đều hồn thú này chỉ sắc âm thú cường đại xung quanh, không ngờ nó lại hấp thụ phần lớn tinh hồn của âm thú hoàn chỉnh khả năng biến thành cự viên, hơn nữa vẻ ngoài cũng chuyển thành màu này. Điều này cũng làm cho hàng lập gạch như không ít bởi vì dựa theo ngọc bội mà nguyên giao đưa hắn tế luyện đèo hùng thú thì đèo hùng thú thực sự không có bản lĩnh như vậy hơn nữa sau khi tiến cấp vẻ ngoài nhất định thì thay đổi thành màu đen mới đúng xem ra con thú này mới chỉ là một nửa thành phẩm mà thôi vẫn còn hoàn toàn tế luyện thành công mà linh hồn của âm thú xem ra so với tinh hồn cường đại của sinh linh ở bên ngoài hoàn toàn không giống nhau xem ra đó là lý do chính mới xuất hiện loại tiến cấp đặc biệt này nó không phải là linh thú biến dị bình thường, nhưng là loại tiến hóa chưa bao giờ có. Tuy vậy, không biết đây có phải là tiến hóa so với đều hùng thú bình thường có lợi hại hơn hay không. Nhưng hàng lập lại rất thích loại biến hóa này. Dù sao thì luyện chế đều hùng thú bình thường vô cùng ác độc. Hàng lập cho dù không phải là người lương thiện cũng khó có thể chấp nhận quá trình đó. Sau khi đèo hùng thú thu nhỏ lại, biến thành một đạo ngân quang biến vào bên trong tay áo của Hàng Lập, sau đó lội ra vài tiếng ngáy nhỏ nhỏ, Hàng Lập mỉm cười nhìn Bảo Phong Sơn ở xa, mặc hiện lên vẻ trình trọng. Phụ cần Bảo Phong Sơn cũng có vài âm thú cường đại, không ngờ lại không thể chịu nổi một kích của đèo hùng thú. Còn âm thú vừa nãy mất mạng cùng bởi một kích như thế. Sau này bọn họ có thể thoải mái mà leo lên núi. Đi thôi, chúng ta muốn tới cái khe đó thì phải lên đến đỉnh núi nếu không lại phải chờ mấy tháng nữa hàng lập nhìn ngõ núi ra xa chậm rãi nói hàng huynh nói là cái khe này mở ra thời gian ngắn dài không đồng nhất nhưng mà người nơi này là có thể nắm vững quy luật đó nếu bỏ qua cơ hội này thì lại phải chờ ít nhất còn nửa năm nữa cô gái bên cạnh nói Hàn Lập nghe thế thì mỉm cười dẫn theo cô gái tiến lên núi. Một khắc sau, hai người cũng đã đứng dưới chân bạo phong sơn. Ở xa chưa thể cảm giác được, hiện tại ở nơi này mới nhận thấy vô cùng khó tin. Không hề có rằng núi khác mà chỉ là một tòa núi thẳng tắp chiếm đến bài dặm. Hàng Lập cũng không hề vội vã leo lên mà dẫn theo Mai Ngương đi một chút xác định phương hướng rồi mới leo lên. Cách đó không lâu, hai người biến thành hai điểm đen dần biến mất ở trên núi đá đến độ cao ngàn trường hàng lập và mây Ngưng cũng không phải tốn nhiều sức lực rất dễ dàng tiến tới nhưng sau ngàn trường núi bắt đầu xuất hiện âm minh vô phong cùng rác buốt theo độ cao gia tăng thì ngày càng mạnh mẽ hàng lập cùng mây Ngưng lúc này đều mang lên 10 bộ của yêu thú hệ hỏa nhưng mà dù thế thì sắc mặt của chuyển xanh da thịt đau đớn nếu mà là người bình thường ở nơi này nhất định đã bị âm phong làm cho thân thể đông cứng lại rồi Thằng đập dẫn theo mây ngưng ẩn trong gió đi hơn là 10 trượng như sau đó nhướng mày đứng lại. Sắc mặt của hắn ngưng trọng thò tay vào bên trong áo lấy ra một viên châu trắng. Viên châu đế sáng đem hai người bao bọc vào bên trong. Nói cũng là khi mà cuồng phong chạm vào bạch quan này liền bị suy yếu đi, trở nên mềm yếu vô lực, đúng là một viên châu tỷ phong vô cùng hiếm thấy. Sau đó dù âm phong chỉ còn lại băng hàng nhưng hai người dựa vào da yêu thú trên người cũng có thể miễn cưỡng chịu được cả hai lại chậm rãi tiến về phía trước một đoạn thời gian sau bốn phía xuất hiện một màn của màu sơn thạch ngưng kết băng sương bóng loáng như cương làm cho hai người hàng lập phải bước từng bước một vô cùng cẩn thận lúc này hô hấp của hai người vô cùng khó khăn thở ra làn sương trắng xóa khuôn mặt xinh đẹp của mai ngưng ngày càng đỏ bừng lên gian nan như thế kéo dài không biết bao lâu hai người đã ở bên trong một vùng băng giá núi cũng dẫn đứng lên chỉ cần có cận một chút là có thể rời khỏi vách núi hàng lập cùng mai ngưng sớm đã đem loại da thú có vảy bọc quanh chân nếu không thì cũng đừng học đi tiếp, nhưng cả hai thỉnh thoảng vẫn trượt chân vô cùng khó đi. Đến dưới tảng nham thạch kia nghỉ tạm, chờ khôi phục lại thể lực đã rồi đi tiếp. Hàng lập chỉ tay chỉ về phía trước, thở ra một hơi nhìn cô gái bên cạnh đang tái nhợt đi. Mặc dù nàng không mở miệng, nhưng hàng lập cũng đã nhìn ra thể lực của nàng đã bị tiêu hao đến 7 tám phần. Nếu tiếp tục thì sẽ lâm vào cảnh vô cùng nguy hiểm. Mây ngư nghe vậy cũng thở ra một hơi, mạnh mẽ gật đầu cười. Khối đá mà hàng lập chỉ đến là một khối sơn thạch cao hơn 10 trường. Đúng là một nơi rất tốt để tránh gió. Hai người vội vàng tiến tới, nơi này sương mù dày đặc nhìn không rõ cả ngón tay. Hàng lập cùng mây ngưng bước cao bước thấp tiến vào. Ánh mắt của hai người vô cùng cẩn thận, cổ tay đều mang một hạt châu to bằng ngón cái tỏa ra ánh sáng xanh. Bao bọc quanh cơ thể hai người, sương mù bốn phía tiếp cận hai người chạm vào thanh quan kia liền tản ra. Nếu hàng huynh không có bà la châu này, chúng ta đi qua nơi sương mù dày đặc này chỉ sợ không thể tiếp tục tiến tới được. Mai Ngân nhìn cảnh này thở phào một hơi, Hàng Lập nghe thế cười cười định nói gì đó thì thần sắc đột nhiên biến đổi dừng lại ở chỗ nghe ngóng. Mai Ngân thấy vậy thì kinh hãi, đôi môi lập tức đóng chặt. Cẩn thận một chút, trong sương có những người khác đang đi về phía này, Hàng Lập thản nhiên nói. Đồng thời thanh quan chật lóe từ trong tay áo rơi ra thanh kiếm nhỏ màu xanh, Hàng nắm chặt trong tay sau đó nhìn chăm chăm về một hướng không nói lời nào. Mai Ngư nghe thế, Hàn Lập nói vậy thì kinh ngạc, nhưng mà nàng ngày nay đã vô cùng tin tưởng Hàng Lập, liền vô thanh vô tức lùi về sau hai bước, nhìn chằm chằm vào phương hướng kia, mặt lộ vẻ khẩn trương. Không lâu sau, ngay cả Mai Ngư cũng nghe được tiếng bước chân lúc nhẹ lúc nặng truyền đến, có người đang chậm chạp tiến về hướng này. Khuôn mặt xinh đẹp bất an liếc nhìn Hàng Lập một cái, không ngờ khuôn mặt của Hàng Lập vẫn bình tĩnh, đứng tại chỗ không nhúc nhích, tự hồn như cảm nhận được ánh mắt của nàng. liền quay mặt lại cười ôn hòa, Mây ngưng không tự chủ được, mặt đỏ lên vội vàng tránh khỏi ánh mắt của Hàng Lập nhưng tinh thần cũng buông lỏng hơn trước. Tiếng chân nghe ngày một càng rõ ràng, thậm chí ngay cả tiếng thở hổn hển cũng nghe được. Hai người ngày càng tập trung hơn làm cho hàng lập ngạc nhiên là hình như không có một người mà là hai người một trước một sau đi tới hàng lập nhướng mày trên mặt mơ hồ còn chút sắc khí sương mù dày đặc bỗng nhiên là hơi tản ra lộ ra một thanh niên tuổi còn trẻ đội một cái mũ cao người này khuôn mặt thanh tú bên hông đeo một cái thắt lưng bích ngọc mơ hồ có bạch quan chấp động bên trên nhưng mà thanh niên này vừa thấy hàng lập thì biến sắc lập tức hô lớn là ngươi Người này đúng là lục đạo truyền nhân ôm thiên nhân, khuôn mặt hắn vô cùng kinh ngạc. Đúng là ta, người có thể an tâm đi. Hoàng Lập bình tĩnh nói, đồng thời tay phải nhấc lên, thành quang chật lóe một tiểu kiếm bay phù ra, vừa rời tay đến trước ngực hắn. Cạn một tiếng vang nhỏ, tiểu kiếm giống như đã va chạm vào thiết giáp, bắn ngược trở lại. Từ hao tổn trên quần áo thì hình như bên trong có ẩn hiện lục quang, nổ giáp. Một kích không thành làm Hoàng Lập hơi ngạc nhiên, nhưng sau khi hừa lạnh một tiếng, tay lại nhấc lên một đạo thanh quan bắn ra. Lần này lại nhằm vào bộ phận không có che chắn, chính là cổ họng. Nhưng ông tiên nhân đã kịp phản ứng, hắn tuy sợ hãi nhưng mà sẽ không đứng im chơi chế thân hình chớp lên, tránh qua một bên đồng thời hai chân dùng sức bắn lùi vào sương mù phía sau, thân thủ cũng rất có bộ dáng. Hàng lập lại thêm một lần công kích thất bại nhưng vẫn lạnh lùng nhìn thân ảnh của ông thiên nhân vọt đi, không hề di chuyển nhưng lại lộ ra vẻ trào phúng. Ông Thiên Nhân vội vàng nhìn lại, chứng kiến nụ kỳ của Hàng Lập thì thân sắc có chút không ổn, thân hình lại chi động một lần nữa. Muốn tại công trung biến hóa thân hình nhưng mà đã muộn, sau gái liền cảm nhận một số rất lạnh, rồi lại cảm nhận cổ họng có gió lùa qua, một thanh tiểu kiếm sau khi xuyên thủng qua ẩn hiện ở chui kiếm có một sợi gân thú trong suốt, đang căng thẳng. Thi thể của ôn thiên nhân mang thêm một luồng máu tươi, ngã xuống mặt đất, hai mắt hắn tròn to dường như vẫn chưa tin vào sự việc này. Hàng lập khuôn mặt không đổi, tay phải nhẹ rung lên, ngón tay kéo nhẹ, tiểu kiếm vô cùng nghe lời bay về rơi vào trong tay của hàng lập. Lúc này hàng lập hai tròng mắt khép hờ nhìn chăm chú vào bên trong làn sương mù, một thân ảnh mạnh dễ giật động. Sau đó, một người chậm rãi đi ra khỏi sương mù, đó là một cô gái trang phục trắng như tuyết. Cô gái này tạm nhiên nhìn hàng lập cười xinh đẹp bức người. Hàng huynh không ngờ chúng ta lại gặp nhau tử linh cô nương hàng lập bình thản gật đầu hai thanh tiểu kiếm trong tay rung lên rồi biến mất vào trong tay áo ngày đó khi hắn bị nhốt trong kim diễm thì nghe ôm thiên nhân cùng tử linh nói chuyện với nhau tự nhiên nhận ra dung nhan của tử linh đã bị biến đổi hiện lộ ra khuôn mặt thật đúng là không hề sai với thanh danh xinh đẹp ở loạn tinh hải chỉ nói về sắc đẹp thì ngay cả mỹ nhân như là nguyên gia cũng phải xếp dưới chẳng qua lúc này cô gái thoát tục liếc mắt nhìn thi thể một cái rồi than nhẹ không thể nghĩ tới kẻ luôn được xưng là thiếu chủ đế nhất Kết Đan Kỳ là chết trong tay của đạo hữu, thế mà cho người khác biết chuyện này thì có lẽ là sẽ quá nữa không thể tin được. Hắn vốn là công đê xuất hiện tại nơi này, một khi đã đánh thì ta sẽ không bao giờ buông tha cho hắn. Hằng Lập bình tĩnh nói, sau đó đi đến bên cạnh không ngờ khách khí, cầm thấy túi trữ vật, to mò nhìn cái đai lưng màu xanh kia. Đó là tứ tượng bàn long đới, bên trong còn có khảm bốn loại kỳ châu thị phong, ít hòa thị thủy thị trần, ngoài ra còn có tác dụng an thần. Bính tỉnh hồn, đúng là một bảo vật khó kiếm, hắn hoàn toàn là nhờ vào nó mà có thể leo được đến đây. Tử Linh Tiên tự hé miệng cười nói. Tứ tượng đới đúng là vô cùng thích hợp để dùng lúc này. Hà Lập do dự một chút sau đó cúi xuống cầm lấy cái đai lưng. Sau đó hắn cũng không hề kiên kỵ tại thi thể cướp lấy đôi giáp xanh biếc cùng với một vài bảo vật khác. Hàng huynh vì đạo hữu này là... Mắt tự linh chuyển động nhìn Mai Ngương đứng sau lưng Hàng Lập hỏi. Đây là Mai Cô Nương cũng bị truyền đến đây với ta. Hàng Lập khuôn mặt không biến đổi trầm giọng nói thì ra là Mai Cô Nương. Mai Ngương xin ra mắt tự linh đạo hữu. Mai ngưng có chút lo lắng bất an nhưng vẫn tò mò đánh giá cô gái xinh đẹp trước mắt. Tự linh tiên tử đẹp nổi tiếng nàng tất nhiên đã nghe nhiều nhưng mà cũng bị dung gian đó chứng nhất hồi lâu. Bây giờ lại thấy Hàng Lập cùng cô gái đó nói chuyện không khỏi thầm suy đoán quan hệ giữa hai người. Tử Linh nhìn Mai ngưng mỉm cười, sau đó lại nhìn Hàng Lập lộ ra vẻ xin lỗi. Đạo hữu không trách ngày đó, ta cùng thiếu chủ đồng thời ra tay chứ. Ta lúc ấy cũng là bất đắc dĩ, cô gái hình như là muốn giải thích một chút. Tử Linh cô nương không cần nhiều lời, ta mặc dù không biết tại sao Tử Linh đạo hữu lại đi cùng với lục đạo truyền nhân này. Nhưng ánh mắt đạo hữu không tình nguyện, ta có thể nhìn ra. Huống hồ khi ôn thiên nhân gọi đạo hữu ra tay đối phó ta. Tử Linh cô nương cũng không có thực sự ra tay, tại hạ cũng kia lòng trong lòng. Hàng lập khoát tay tự hồ không để ý nói, nếu Hoàng Huynh đã biết tiểu nữ có nỗi khổ trong lòng, tự linh sẽ không nói thêm gì nữa. Không biết bây giờ tự linh có thể đi cùng đạo hữu một đoàn không? Thấy Hàng lập không có ý tức giận, tự linh thần trí buông lỏng lập tức cười hỏi. Đương nhiên là được, mới chỉ đi qua hơn nửa đoạn được sương mù mà thôi, còn một đoàn nữa chúng ta đi thôi, nếu không sẽ đến trễ mất. Hà Lập đánh giá một chút rồi bình tĩnh nói, một khi tự linh đào hữu cùng đến nơi này thì đã cùng nhau đi. Sương mù này chỉ còn một nửa, hai chúng ta cũng không ý kiến gì. Đa tạ Hàng Huynh, tự linh mỉm cười, đôi mắt sáng vô cùng kiều diễm. Sau đó không lâu, bóng bà người biến mất trong sương để lại thi thể lạnh giá của ông thiên nhân. Cùng lúc đó, trong một thạch động thuộc âm minh, một màn vô cùng quỷ dị đang phát sinh, một vị nữ tử vô cùng xinh đẹp ngồi dưới đất đối diện là một đoàn hát khí bao phủ một thân ảnh, đang ngồi khoanh chân ngồi. Mặc dù mơ hồ nhưng đó cũng là một nữ nhân trẻ tuổi. Sư muội mũi quyết tâm cùng ta tu luyện âm dương hồi quyết xong Đây không phải là một sự lựa chọn sáng suốt đâu, dòng nữ nhân xa xa truyền đến. Nghe sư tỷ tỷ cũng biết mùi bỉ vì thi triển hoàng hồn thuật nên là kim đang đã vỡ xem ra không còn cách nào mà tu luyện nữa hơn nữa cũng không ngờ là nỗ lực như vậy cho sư tỷ hoàng hồn lại không ngờ lại đủ quỷ vụ này khiến cho hoàng hồn thuộc mấy tiến hành một nửa liền bị cắt đứt kết quả là hồn của sư tỷ đồng lại không ít nhưng bệnh viện không thể trở lại thân thể may mà họa gắn liền với phúc nơi này âm khí nồng đậm đối với quỷ thuật mà sư tỷ tu luyện có tác dụng vô cùng lớn mà âm dương luân hồi thuật này lại cần hai người cùng luyện lấy âm minh kỹ nơi này chẳng những có thể khiến cho sự tỷ tăng tốc độ tu luyện mà mọi cũng có thể trở lại kết đăng kỳ lần nữa thậm chí còn có thể ngưng kết nguyên anh cô gái xinh đẹp vô cùng thu hút lúc này là nguyên giao nàng bình tĩnh nói một khi đã thế thì cũng không khuyên muội nữa, nhưng mà tỷ cũng phải nhắc nhở sư muội công pháp này do quỷ cùng với người tu luyện chung. Mặc dù có thể mượn âm khí nơi này tu luyện nhanh hơn, nhưng nếu công pháp đại thành mà cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ, cũng không có tư cách tiến vào luân hồi. Muội nên xem xét lại lần nữa, nếu không thành chương vô khi biết công pháp này đã tu luyện rồi, bên trong hắc khí cô gái bất đắc chỉ nói thêm hai câu. Sư tỷ không cần nói nữa, lòng mùa đã định sẽ không hối hận, nguyên giao khuôn mặt dứt khoát được một khi sư muội đã không sợ nguy hại sư tỷ ta đã càng không sợ chúng ta cùng tu luyện âm dương luân hồi quyết một tiếng thở dài lo lắng từ trong hắc khí truyền tới sau đó nghiêng lệ đã hóa thành quỷ ảnh vương hai tay bao phủ đầy hắc khí ra quy do thấy vậy cũng không hề do dự vương tay ra nhẹ nhàng áp và bắt đầu tiến vào tu luyện gần đỉnh bảo phong sơn là một khối cự nham bằng phẳng còn có một con khỉ màu bạc cao hơn 10 trượng hai tay đấm ngực nhìn trời cao rít bên dưới thân ảnh cao lớn đó chính là nhóm người hàng lập hàng lập nghiêm trọng nhìn trời không thôi hai cô gái thì khuôn mặt tái nhợt lộ ra vẻ kinh hoảng có hơn một ngàn các loại âm thú đang xoay quanh bay múa trên bầu trời phía trên cương nham. To thì khoảng là 5 chục trường, nhỏ thì khoảng là một thước, không con nào là có bộ chán vô cùng dữ tợn. Đó là những âm thú vi hành, tự như là sợ hãi đều hùng thú, hóa thân thành là vừa khổng lồ. Nhất thời không dám tiến xuống, cũng không có rời đi, cứ như vậy dùng dàn tại nơi này. Hàng lập trong lòng cảm thấy là không thoải mái, bởi vì trong tròng mắt tam nam của những âm thú này có sự nhẫn nại, thì chúng nó cũng đang suy giảm dần. Nếu đến lúc mà không chịu được nữa thì nhất định sẽ lao xuống. Hàng lập trong lòng bắn to tin béo cung cấp thông tin kia, ngoài việc nhắc đến tên bào Phong Sơn có vi hành âm thú, nhưng lại không hề nói bọn chúng nhiều như vậy, không hiểu là có ý giấu chiếm hay là thật sự người không biết. Mấy người bọn họ vừa mới đi qua sương mù vốn tưởng rằng có thể nghỉ ngơi một phen, không ngờ là ngay lập tức bị âm thú vi hành phát hiện bao vây tại khu vực này. Hắn không còn cách nào phải tả đều hùng thú ra, huyện hóa ra một bộ dạng con kỳ khổng lồ này. Đối với năng lực khắc chế âm thú của đề hùng thú, hắn tất nhiên là tin tưởng 10 phần. Nhưng mà âm thú trên trời quả như là quá nhiều, hắn không thể chắc là đề hùng thú. Có thể một hơi đối phó nhiều như vậy, tâm lý có chút căng thẳng. Nhưng đã đến bước này rồi, hắn cũng không thể suy nghĩ nhiều, chỉ có thể liều mạng. Nghĩ vậy, hắn lập quay mặt nhìn mang gương cùng tự lên nói nhỏ vài tiếng, sau đó móc từ trong áo trong một con ngựa nhỏ. Cùng một chiếc thuẫn làm bằng da thú, phân biệt đưa cho hai người. Còn hắn thì hai ống tay áo rung lên, sau đó là một trận đinh đang văng lên. 10 thanh tiểu kiếm rơi đầy mặt đất. Mỗi một thanh kiếm đều có một sợi gân thú nối với ngón tay Hàn Lập. Thẳng băng như nhau nhưng mà chuyện hàng Lập thao túng cả 10 thanh thì trước nay chưa từng làm thử. Ngay khi hàng Lập chuẩn bị xong thì trên trời âm thú cũng đã hết nhẫn nại. Một con âm thú hình thể vô cùng lớn có ba chân rít lên một tiếng. Hơn 10 âm thú gần mấy người hàng Lập hai cánh xe ra mà đáp xuống. Không để ý đến uy áp của đều hồn thú, đại chiến rút cuộc cũng bắt đầu. Con khỉ khổng lồ đồ đồng thời lúc âm thú lao xuống, cái mùi hít vào một hơi, cái miệng rộng cũng ngậm lại, hung hăng phun ra một mảng lớn ngân quang chớp chớp từ lỗ mũi, bao lấy tám chín âm thú. Những âm thú đó kêu lớn thảm thiết, lập tức rụng xuống. Nhưng hai con âm thú nhỏ lại thành cá lọt lưới, hai cánh đảo tránh khỏi là quân quan của con quỷ, sau đó là hung hăng từ hai sườn mạnh mẽ, đánh úp vào ba người hàng lập. Phành tiếng nổ phân lên. Một âm thú bị con khỉ đảo tay đánh bay mấy ngàn trượng, bay xuống dưới không biết đến nơi nào. Một là con âm thú, năm sáu trường khác trong giống như là một con ưng thừa dịp này lao đến đỉnh đầu của nhóm hàng Lập, con chút khách khí vung lại trảo ra. Hàng Lập sắc mặt âm trầm không có di chuyển, mềm ngón tay hủy động cực kỳ linh hoạt. Mười thanh kiếm bắn lên, cao thét hóa thành phỏng kiếm màu xanh lấp lóe hàng quang trực tiếp hướng đến đầu của âm thú. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết phát ra từ miệng âm thú. Cho dù không có cách nào rót pháp lực vào bên trong thanh trúc phong vân kiếm, nhưng vẫn có thể ngăn cản được một âm thú nhỏ nhỏ này. Trong nháy mắt nó đã bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ, huyết dục bay đầy trời. Hà Lập tuy đã tránh ra nhưng vẫn bị một ít máu tươi dính trên người, hơi cậu mày nhưng sau đó cũng không mấy bận tâm. Bởi vì trên trời lại lao xuống một đám âm thú khác, lúc này không chỉ là mười mấy con to lớn nữa mà là hơn 20 con từ bốn phương tám hướng ập xuống. Phía sau còn có một vài con âm thú mong chờ muốn thử. Hàng là vô cùng căng thẳng không chút nghỉ ngợi, hai tay vung lên, vọng kiếm màu xanh lại xuất hiện. Nhưng mà lần này phạm vi mở rộng hơn, đem mai ngơ cũng tự linh bảo vệ bên trong ngơ khoan thanh mang tiếng kêu tham thiết đang vào nhau. Cùng lúc này trên mặt biển bên ngoài vẫn là âm u yên tĩnh, không một tiếng động, không chút sóng xuất hiện. Cũng không có gió biển thổi qua, tất cả đều là một sự im lặng chết chóc. Phản phất như đây là một vùng bị chết vậy. Nhưng chính lúc này thì trên mặt biển nước biển đã đục như quay cuồng từ lòng biển tỏa ra một cổ hắc vụ sương mù đen nhánh nhanh chóng toát ra trong giấy mắt đã đạt hơn là trăm trượng nhưng lúc này một tiếng sấm truyền ra sau đó trong sương mù chớp động xuất hiện từng tia chớp cháy mắt trong hắc vụ mơ hồ xuất hiện một bóng người sau lưng phản vớt như có đôi cánh màu bạc không thể thấy rõ người bên trong rốt cuộc là người ở nơi nào như tia chớp bạc chớp lóe vài cái rồi bỗng nhiên biến mất sau một khắc lại xuất hiện ở bên hắc vụ liên tiếp không ngừng có tiếng rình vang bên trong không ngừng có bóng người xuất hiện rồi biến mất giống như là thuấn chi biến thành một quan điểm nơi chân trời rồi biến mất không thấy nữa thoạt nhìn giống hệt như đang chạy rối chết vậy ngoài khơi một lần nữa yên tĩnh chỉ còn sương đen không ngừng quét trương sau đó bắt đầu hình thành lôi điện màu đen vô thanh vô tức lóe lên